góc này có cái đẹp của nó này. Đó, chúng ta được chứng kiến cái lớp bọt trắng nó lăn vào bãi cát, đúng không? Biển Úc thì rất là sạch. Ông xã nói rằng ở đây có cá mập, nó tội là rất nguy hiểm. Đó, thành một đường thẳng đẹp quá. Đẹp luôn, mỗi góc có cái đẹp riêng.